Xin chào các bạn. Thời gian gần đây, mình thấy trên page sản phẩm Smart Home có đăng bài về giải pháp theo dõi công suất điện tiêu thụ và nhận được nhiều quan tâm của mọi người. Nên hôm nay mình làm video để cùng mọi người tìm hiểu về hai bộ sản phẩm này. Đầu tiên là bộ theo dõi năng lượng điện Core Wi-Fi ESP8266. Thứ hai là bộ công tơ điện tử AC LCD 1602. Cả hai bộ sản phẩm đều tính toán dựa trên việc đo hai thông số điện áp và dòng điện. Vị trí khoanh đỏ là cổng đo hiệu điện thế, hay cảm biến đo dòng điện màu đen với công suất lên đến 100A. Có rất nhiều cách kết nối sản phẩm, các bạn có thể tham khảo cái kết nối sau và biến hóa phù hợp với mục đích sử dụng của mình nhé. Đầu tiên cần nối hai dây 220 vào hai cổng đo hiệu điện thế. Để đo dòng điện, bạn cần bất cứ một trong hai dây xuyên qua cảm biến dòng như trên đây. Với bộ công tơ điện tử LCD, chúng ta có cảm biến dòng điện, vị trí luồn dây và cổng đo hiệu điện thế bên trong. Rắc nối nguồn 5V DC. Bộ công tơ điện đã đi kèm một nguồn adapter rồi nhé. Ở đây mình đã kết nối với một bóng đèn sợi đốt 25W. Mình sẽ cấp nguồn và đo thử xem sao. Do trong nhà mình không sử dụng bồn áp DIY nên hiệu điện thế nhảy lên 226V, dẫn tới công suất lên đến 27W. Các bạn làm tương tự để đo các thiết bị khác. Bộ sản phẩm thứ hai ưu việt hơn một chút, đó là bộ theo dõi năng lượng qua Wi-Fi. Trên mặt vỏ có một ô mã QR giúp cho việc cài đặt trên điện thoại trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta cũng có cổng đo hiệu điện thế, cảm biến dòng lên đến 100A và có thêm hai cổng relay tích hợp để điều khiển hai thiết bị qua Wi-Fi. Đầu tiên là cần cài trên app đã, bạn tải và mở app Blink, nhấn chọn quét mã QR và cấp vào mặt vỏ của sản phẩm. Và mọi thiết lập đã được nhà sản xuất cài xong, ta chọn copy mã token lại. Bạn cấp nguồn cho mạch để kết nối với Wi-Fi sản phẩm Smart Home, mật khẩu là 123456789. Truy cập vào địa chỉ 192.168.4.1. Và như các sản phẩm trước đây, ta nhập tên Wi-Fi, mật khẩu, dán mã token vừa copy lại và gửi đi. Khi màn hình hiện ra như thế này và bạn nghe thấy tiếng tách của relay trên mạch là đã xong. Khởi động lại mạch, trở lại Wi-Fi trong nhà và mở app chưa kết nối. Kết nối xong là các thông số đo hiện như vậy. Có thêm thông số kWh để đo số điện nếu bạn theo dõi đủ lâu.
vẫn là bóng đèn 25W. Tuyến này mình nối thêm hai bóng LED để điều khiển thử iDelay. Cấp nguồn và vào app. Chờ một chút để kết nối. Bạn vừa theo dõi được hai thông số điện, vừa điều khiển được hai thiết bị điện bất kỳ qua iDelay. Để có thể theo dõi và cập nhật thêm các thông tin sản phẩm, các bạn đừng quên trang Facebook sản phẩm Smart Home nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.